Quảng cáo xe, xin chào anh chị đã quay lại cái kênh chuyên mục xe của trang quảng cáo xe. Thì hôm nay rất là cũng lại là một cái chiếc Mazda, nó rất là vui đúng không chị? Nguyên tháng nay là chúng ta đã đi nguyên series và coi như cái clip kỳ rồi quay chiếc Mazda CX-5 thì có nói là có về chiếc Mazda 6 nhưng mà chưa kịp thì đã có khách hàng tới đã mua xe đó về. Thì hôm nay cũng lại có một cơ hội có một chiếc Mazda 6 tương tự nhưng bản này là bản 2.0 Premium, được sản xuất năm 2017 và đăng ký lần đầu 2017 luôn. Cá nhân xe gia đình đang sử dụng thì sau 3 năm lăn bánh thì xe này còn lại những gì, thì coi cái clip này thì mời anh chị cùng theo chân Tùng để xem tổng quan về chiếc Mazda 6 này nha. Về trước tiên thì Tùng nói đến cái màu sơn. Như anh chị có thấy là cái màu sơn này á, là nó là màu xanh đen nhưng mà nó đem lại cái sự sang trọng cho mình. Nếu mà đi vào ban đêm thì bảo đảm xe này nó thành màu đen, nó hơi đen. Khi có ánh sáng một tí nó thì có màu xanh. Và trên xe này như là màu xanh này có những cái kim tuyến trông rất là đẹp. Nước sơn là zin. Như cái cản đi thì xe nó hay bị chì cái cản. Khi mà đại lý hay salon về sẽ tút lại những cái vết xước ở dưới cản này. Nhưng cái xe này cam kết với anh chị là xe nước sơn zin theo xe, chưa qua dặm tút. Và xe này thì cũng giống như cái Mazda những cái clip trước giới thiệu đến anh chị thì có chung một cái ngôn ngữ thiết kế của dòng Mazda đến từ thương hiệu của Nhật. Thứ nhất là cái mặt lai răng là một cái đường viền chrome này nè, nó sẽ nối liền hai cụm đèn pha. Thì đèn pha thì cũng có là đèn bi xi nông nè cho ánh sáng trắng, đèn led ban ngày. Rồi dưới cản thì có một cái miếng chrome, nó tạo nên một cái điểm nhấn cho khi mà chúng cho người đối diện nhìn á, trông nó hầm hố khỏe khoắn cùng với cái đèn sương mù đó, cho đèn sáng led luôn. Và cản được trang bị là cảm biến nên khi mà cảm biến ở trước và mé ở đây đó, thì khi mà anh chị chạy á, chạy thì xe có phát ra tín hiệu cảnh báo va chạm từ bên hông trên cái gương của chúng ta, và trong cái khi mà ngồi sau vô lăng nó sẽ kêu tít tít, nó báo hiệu cho chúng ta. Cái này rất là tiện. Xe thì cá nhân đang sử dụng nên là rất là chỉnh chu và chủ nhân giữ cũng khá là kỹ, nên là muốn đổi lại xe, muốn đổi xe gầm cao thì chủ bán lại chiếc xe này. Nếu anh chị biết xe này có thể là liên đại lý số hotline thì Tùng sẽ để cái số hotline, cái link ở phía dưới bình luận, thì anh chị có thể là liên hệ để thương lượng giá cả. Thì xe này sản xuất 2017, đăng ký lần đầu 2017, phí đăng ký đăng kiểm tháng 5 2021 cũng còn cả năm á. Giá hiện tại công bố là chưa tới 750 triệu. Và xe thì mâm cũng vậy luôn, cũng ăn đi cũng kỹ lắm đó. Anh như anh chị mà mua xe cũ hay là mua xe lướt á, thì để ý cái mâm một tí là đa số chạy mấy anh hay cấn cái lề á, nó sẽ chày. Như cái đây là cái mâm nè, không một cái vết chày, vỏ xe còn dày cui, rất là dày. Gương là hệ thống chỉnh điện. Tùng thích rất mẫu những cái mẫu gương như vậy, trông nó khỏe khoắn lắm, nó cứng cáp, như là tay gương nè, đó không, tay gương. Rồi cái gương nó to, giúp cho mình nhìn từ cái phía sau á, nó quan sát tốt hơn, tầm nhìn chúng ta nó không bị hạn chế. Và gương, tay gương đều là dạng điện chỉnh điện hết, cùng báo rẽ dạng led. Và trên cái gương này nó sẽ có cái nút cảnh báo va chạm, như hồi nãy Tùng có nói. Thì hông xe thì cũng không có cái gì gọi là nhấn nhá, ngoài cái đường viền chrome nó bọc từ cục A, cục B chạy dài đến cục C, một cái đường chrome rất là sang trọng, rất là thể thao khi chúng ta nhìn từ bên hông sang. Đó, kết hợp với những cái đường gân như là một con hổ đang vồ về phía trước. Đó, anh chị thấy có thấy đường gân này không? Rất là đẹp. Đó, rồi cái lườn xe không hề một cái vết chày xước luôn. Không về vết chày xước. Tay về tay gương thì chủ xe cũng hơi khá kỹ á. Với những anh chị mà đi mua vô những cái đại lý xe đã qua sử dụng thì anh chị kiểm tra thử cái phần này nè,
đa số những anh chị hay có cái móng tay dài chúng ta hay cầm gì nó sẽ xước ở chỗ này, nhưng xe này là không có, không có luôn. Mặc dù không có dán một đề can gì chống chạy đây, chủ nhân rất là kỹ, xe rất là kỹ. Cửa mở ra gần 90 độ nên là chúng ta bước vào bên trong nội thất cũng rất là dễ. Tùng rất là thích những cái mẫu xe mà cửa mở rộng như này, mình đi vào nó cũng dễ, đi ra nó cũng dễ. Đó, cửa sau cũng vậy luôn. Anh chị có thể thấy là cái khoảng gần ước chừng nó cũng khoảng là 75 đến 80 độ để chúng ta đi vào bên trong nội thất, đi ra cũng rất là dễ. Đó, đóng cửa chỉ cần nhẹ nhàng là nó đã đóng vào rồi. Những cái ron cao su nè như mới luôn, rất là tinh tươm đẹp. Các cái sùng còn nguyên nha, sùng chỉ tôn thì nó cũng giống như mẫu, những cái mẫu Mazda trước mà Tùng giới thiệu đến anh chị á, rất là dày đóng chắc tay. Còn phía sau ơi, mời anh chơi camera ra phía sau. Thì camera thì phần sau á, camera thì đều những cái dòng thì tất nhiên sẽ được trang bị camera lùi cùng với cảm biến là điều hiển nhiên đó. Và đèn hậu thì giống những cái mẫu Mazda thì đa số lấy cái một cái ngôn ngữ thiết kế chung cho dòng Mazda hay sao á. Tùng quan sát như là đi nguyên series đa số là cái cụm đèn hậu rồi nè đó, anh thấy chị có thấy không, y chang nhau đó, đó nhấn nhá y chang nhau, ôm từ bên hông vuốt ra tới đằng sau nối liền với nhau bằng một cái đường chrome này nè, trông rất là sang trọng đẹp, rất là thích, rất là thích cái những cái điệu cách điệu đà như thế này. Và dưới này nè, dưới này nó có một cái màu sắc tương phản bạc đó, giúp cho cái màu bạc này nè giúp cho cái cản sao trong phía sau thể thao năng động trẻ trung đó, rất là đẹp luôn. Và không có một cái hiện tượng gọi là dậm tút lại, nước sơn nguyên zin đó, khi mà ánh nắng dội vào nó có những cái hạt kim tuyến trông rất là đẹp. Và xe được trang bị là động cơ là 2.0 nhưng mà nó ra hai ống xả, cho chúng ta hai ống xả để hai bên, rất là hầm hố và thể thao nữa. Nghe tiếng bô nó làm cho cái chúng ta kích thích hơn trong vấn đề mà vận hành. Đây thì ở ngoại thất thì nó cũng không có cái gì ngoài những cái gì là zin theo xe là y như vậy, khi chủ nhân mua từ đại lý Thaco ra và tới bây giờ là nguyên zin, không dậm, không độ, không gì hết. Cốp xe thì khá là rộng. Khi mà cái hiện tại á, những cái dòng xe sedan á thì đa số những chiếc xe họ có cái thiết kế cũng khá là hay á. Ngoài cái cốp rộng rồi thì cái yên sau á được gập lại đó, với những cái nút như vậy chúng ta gập lại, gập sẵn đi, khi mà ngồi phía sau á, xe đang vận hành mà muốn lấy hành lý từ phía sau thì chúng ta chỉ cần gập ghế lại và thò tay ra phía sau lấy được những cái hành lý từ cái cốp như thế này. Và xe này nha, đây để chứng minh là xe chính chủ. Đây, bộ đồ nghề, bộ kích theo xe còn nguyên. Lớp xe là còn nguyên luôn, chưa có chạm đất bao giờ luôn, chưa hề một lần chạm đất. Cả con ốc này nè, đầu ti này nè, chưa có vết mỡ luôn, rất là mới, xe một đời chủ, rất là mới, rất là đẹp. Chủ xe tặng luôn anh chị cái chỗ để lau xe, quét xe, khi bụi mình quét, tặng luôn. Rồi thì để tiếp theo là chúng ta sẽ vào bên trong nội thất, xem là nó có sự khác biệt về gì, có thêm option gì với những cái Mazda các clip trước chúng ta đã quay và xem. Vâng, đây là nội thất của chiếc Mazda 6 bản 2.0. Thì thật sự thì nó cũng không có phải là bất ngờ gì lắm, tại vì những cái clip trước đó mình đã cảm nhận về cái nội thất của dòng Mazda rồi, như Mazda 2, Mazda 3 và Mazda Z5. Thì vô đây thì mình cũng thật sự là không có ngợp về cái nội thất của dòng xe Mazda. Tại sao? Tại vì thiết kế nó tương tự nhau, chỉ khác nhau về cái động cơ, các option. Thì cái dòng Mazda C6 này á, cái option của nó thì được trang bị cũng khá là đủ, như vô lăng là ba chấu tích hợp tất cả các nút trên này nhằm tối giản lại cái mặt táp lô. Và mặt táp lô này chỉ tập trung về cái gì? Thứ nhất
là điều khiển dàn lạnh với hai vùng, hai vùng độc lập hết. Và ở hàng ghế thứ hai thì có một cái cửa gió giúp cho cái không gian phía sau nó làm lạnh nó mát hơn. Cái đó là cái mà Tùng rất là thích. Cái thứ hai nữa là ở dưới này cái bệ tì tai giống như một cái nó trượt dài ra cùng các cái nút tinh chỉnh trên màn hình này, và màn hình cũng là dạng cảm ứng và phanh tay điện tử. Chế độ lái gồm có hai chế độ lái thôi, Sport và Normal. Cần số thì cũng là dạng đẩy lên đẩy xuống như giống những cái dòng Mazda trước. Xe của có trang bị luôn ở đầu DVD đây. Ngoài ra thì những cái cổng sạc, những cổng USB thì cái đó là điều hiển nhiên đối với những cái dòng xe mẫu xe gia đình như thế này. Và đặc biệt hơn là xe chủ nhân cũng giữ, như anh chị thấy ngoại thất là chủ nhân giữ khá là kỹ đúng không ạ, giữ gìn rất là kỹ, lường xe, cản xe không một vết chày rất là kỹ, thì trong nội thất cũng như vậy luôn, có sự đồng bộ về cái sự kỹ nha anh chị, chất là như là chất khư luôn đó, các cái vết nhăn trên ghế không có, các cái vết nứt vết gãy trên ghế là không có, mặc dù xe đã 3 năm lăn bánh và số km là cũng được là 30.000 cây gì tính tương đương ra là chủ nhân một năm đi cũng từ khoảng gần 10.000 cây. Ghế như mới, cùng với các cái lỗ li ti trên ghế này, nhằm giúp cái thoát hơi nó tốt hơn, và vệ sinh ghế nó cũng dễ hơn với cái bộ da như thế này. Anh chị thấy không? Ngoài ra thì ghế lái và ghế phụ đều là dạng chỉnh điện. Ngoài ra cái lái chúng ta có hai chế độ option cho ta. Chúng ta có thể set vị trí mặc định cho mình, và cái vị trí thứ hai thì chúng ta để cho người thân, anh bạn bè của mình có thể là mượn xe mình chạy thì mình để ở chế độ 2. Vô lăng thì có luôn cả lẫy chuyển số. Tùng rất thích những cái vô lăng lẫy chuyển số như thế này để mình đi đi chơi lên cao tốc, hay là mình muốn vượt xe khác thì ở đây thì chúng ta thay vì chúng ta về chế độ M, để chế độ M gạt qua đẩy lên đẩy xuống, thì chúng ta có thể tận dụng cái ngay trên đây luôn, nó rất là hữu ích. Tùng rất là thích những cái dạng vô lăng như thế này. Thì có một cái điểm khác cái nữa là cái nút start-up, chỉ có cái mình hay lay hoay thôi, khi mượn lấy xe đi quay giới thiệu cho anh chị thì lay hoay cái nút start-up, thay vì những cái start-up thì nó nằm ở đây, nhưng đặc biệt dòng này start-up nó nằm trên mặt tắp lời luôn, trông cũng khá là hay. Và ngoài ra thì anh thì có thể thấy tắp lô. Tắp lô là có một cái dạng như thế này, Tùng nghĩ đến màu nâu, nó làm tô điểm cho mặt tắp lô, đỡ đơn điệu, gây được cái sự chú ý cho cái người mà ngồi sau vô lăng như mình. Ngoài ra thì về mặt đồng hồ thì cũng giống như những mẫu Mazda chứ thôi, cũng không có gì đặc biệt. Một chính giữa thì là thể hiện số km, một bên là dòng tua máy, một bên là thể hiện thông tin của xe của chúng ta. Ngoài ra thì trên cái bảng tắp lô này á, nó có một cái màn hình nhỏ để chúng ta dễ quan sát hơn khi vận hành trên cao tốc, như là số km chúng ta chạy, đang chạy ở vận tốc là bao nhiêu. Và những cái thông số về tính năng an toàn thì từ khi Mazda ra mắt là tất cả cái kênh báo chí truyền thông đều đưa tin về cái mẫu xe Mazda này, nên anh chị có thể tham khảo thêm về cái option như cái tính năng an toàn anh chị. Còn ngoài ra thì xe này trang bị cái hệ thống loa Sport cho âm thanh chất lượng hơn và nghe hay hơn. Thì những cái clip trước Tùng có thâu thử thì cái mic của mình là chỉ là một cái mic để mình thu âm tiếng nói thôi, nên là khi mà nghe được cái âm thanh từ cái xe thì nó lại không hay, nó không đúng chất của chiếc xe mà Tùng muốn truyền đạt đến anh chị. Nên anh chị chúng ta có thể là liên hệ đến chủ xe để chúng ta thử cái cảm nhận, như lấy thử nè, mình nghe thử cái âm thanh như thế nào, có phục vụ cái đáp ứng được cái nhu cầu cho gia đình mình hay không. Ngoài ra thì, và cái yếu tố mà cuối cùng cũng là yếu tố quan trọng nhất, là chúng ta nên thử xe để mà có nên xuống tiền chốt ngay cái xe đó hay không, thì để mà xem là chúng ta bỏ ra cái số tiền là gần 750 triệu thì có xứng đáng để sở hữu xe này hay không, thì mời anh chị lên xe chúng ta sẽ chạy một vòng
để xem là cái độ êm ái của xe này, khung gầm, dàn phuộc, hệ thống treo nó còn hoạt động mượt mà và trơn tru hay không. Thì thôi, chúng ta mời anh chị lên xe, chúng ta bắt đầu trải nghiệm. Và cái quyết định cuối cùng có mua xe này hay không là chính là cái chỗ này anh chị ạ. Là mình sẽ vận hành xe, xem xe nó có êm hay không. Bây giờ mình sẽ thử những con đường gồ ghề, thử xe, gầm phuộc, hệ thống phuộc, hệ thống tay lái, trợ lực tay lái. Thì chỉ có con đường gồ ghề là yếu tố quyết định ở mua chiếc xe là phải êm ái. Nè, chúng ta sẽ ra một cái gờ đó, và cua sẽ là gắt, mà cua lên dốc cầu nữa chứ anh chị thấy đó, rất là mượt, rất là nhẹ, vô lăng này như là buông ra là vô lăng, cứ một đường thẳng mà thế mà đi, không phải lăng tăng như vấn đề mà xị bên này xị bên kia đó. Và Tùng sẽ lựa những cung đường nó là hơi xấu để thử một chiếc sedan nó lạ vậy đó, chứ thường thường đường xấu mình sẽ lựa gầm cao, nhưng với dòng xe sedan này mình sẽ lựa con đường xấu, hệ thống treo, hệ thống phuộc. Anh thì thấy như thế nào ạ? Riêng Tùng thì cảm nhận là rất là mượt, êm ái qua các cái gờ, độ nghiêng. Anh chị thấy không ạ? Nhẹ nhàng, mượt mà. Đây là cái yếu tố quyết định để chúng ta có nên mua xe này hay không. Và để khỏi mất thời gian của anh chị, và anh chị có thể là tới liên hệ đến trực tiếp salon đại lý ở dưới số hotline ở dưới ngay khúc bình luận để mà mình thử xe này. Đánh lái mặc dù đường rất là xấu, đánh lái rất là nhẹ, chân ga cũng vậy luôn, rất là đã, anh chị thấy không ạ? Chạy mượt. Đây là mình hiện giờ là mình đang chạy góc nghiêng là 30 độ, xe nghiêng 30 độ anh chị ạ. Đây, rất là mượt. Và thử những con đường, chỗ này có cái gờ cao nè, thử cho anh chị xem luôn. Giật ổ gà một tí nha. Khi mà chạy dưới ổ gà, vô lăng vẫn giữ cái định vị là thẳng lái cho chúng ta. Rất là hay, rất là thích những cái dòng xe chủ nhân sử dụng khá là kỹ, nên không phải lo ngại về vấn đề chất lượng. Và xe này nếu anh chị ngại nữa, bao test tại hãng. Hiện tại bây giờ Tùng là đang chạy tất cả là đều là dốc nghiêng 30 độ để xem hệ thống treo, hệ thống cân bằng của xe còn hoạt động trơn tru hay không, hay là xe đã căn chỉnh rồi. Nhưng mà đối với Tùng thì thấy xe này anh chị nghiêng như thế này, xe vẫn giữ tay lái cho chúng ta và chạy cả đường gồ ghề. Cảnh báo tít liền, nếu mà chúng ta chạy mà có cái vật bên hang bên hông thì nó báo tít và hiển thị cả trên màn hình, rất là hay. Và sẵn tiện luôn thì mình sẽ thử, bây giờ đường gồ ghề rồi thì mình thử con đường thẳng, hệ thống treo rồi hệ thống lái vân vân, tất cả. Đó, kêu tít liền, cảnh báo hiển thị liền. Rồi, và chúng ta sẽ thử con đường thẳng. Vô lăng rất là nhẹ anh chị ạ. Nhẹ lắm. Hiện giờ là mình mới để là chế độ normal thôi, chưa để chế độ sport. Rất là sướng. Ra đây hơi nắng nóng, nhấc lên một tí. Rất là sướng, chạy thoải mái. Động cơ rất là êm ái. Với những dòng sedan mà hạng trung thì tất nhiên cái độ ồn sẽ kém những cái dòng xe sang, là cái đó là cái chắc. Nhưng mà với cái tầm tiền này thì chúng ta sở hữu như xe này thì rất là tuyệt, rất là tuyệt vời. Và hiện tại thì chủ nhân của xe rồi vừa bao test cho anh chị, ngoài ra bảo hành máy móc đến 12 tháng cho chúng ta yên tâm khi vận hành. Vô lăng anh thầy chị thấy như thế nào ạ? Vận hành mượt mà, nhẹ, thẳng lái, thẳng băng, không có vụ cà khịa. Giờ mình thử chế độ êm là chế độ sport, mình đạp. Wow, quá đã.
chạy sướng lắm, chạy rất là sướng. Rồi tới ngã ba ngã tư thì chúng ta nên giảm tốc từ từ, hãm phanh từ từ. Thì như anh chị thấy là xe tăng tốc rất là mượt, chế độ em rồi cùng cái lẫy chuyển số. Lẫy chuyển số này nếu mà chúng ta không thích dùng lẫy chuyển số này thì chúng ta dùng trên cần số luôn, cứ chế độ em mà đẩy lên đẩy xuống, về số liên tục. Rồi bây giờ mình sẽ thử thêm cái dàn phục trước cũng như là dàn phục sau, xem là nó êm cỡ nào nữa nha. Trên cái dốc cầu này có một cái G lên nè, không giảm tốc độ luôn đó, không giảm tốc độ. Và mình sẽ xuống dốc cầu cũng không giảm tốc độ luôn, vẫn để tốc độ nguyên để xem cái hệ thống phục, hệ thống treo xe như hoạt động có mượt nữa hay không, có êm hay không. Nhìn anh chị thêm nè, đó, rất là êm. Và để minh chứng cho chiếc xe này như những gì mà Tùng giới thiệu với anh chị thì chúng ta hãy liên hệ đến chủ xe để mà chạy. Thì clip chắc cũng hơi khá là dài, cũng rất là hy vọng những cái nút like, bình luận, nút share, đăng ký kênh để có động lực cho ekip cùng anh em thực hiện chương trình có những cái cố gắng sẽ tìm xe để mà giới thiệu đến anh chị. Hy vọng là cái trang chuyên mục xe của kênh quảng cáo xe sẽ là cầu nối giữa người bán và người dùng. Hy vọng là những cái chiếc xe đến tay khách hàng là chất lượng, không bị bùa phép, hay là nếu mà anh chị không biết về xe quá nhiều thì hy vọng đây cũng là một cái thông tin, thêm thông tin, hoặc là anh chị có thể là liên hệ để chúng tôi có thể là tư vấn cho anh chị một chiếc xe phù hợp. Ngoài ra có thể là hỗ trợ anh chị xem xe, rồi hỗ trợ về một mặt pháp lý như là đăng ký giấy xe, tư vấn anh chị 24/7. Thì hy vọng là những cái gì mà chia sẻ đến anh chị đó là một cái hữu ích. Rất mong anh chị nếu mà cảm thấy hay, chúng ta sẽ nhấn nút chuông, subscribe. Rồi nếu mà có ý kiến gì đó, anh chị có thể là bình luận, chúng ta sẽ cùng trao đổi. Thì tới đây thì Tùng xin kết thúc clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.